Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 22 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Ngành thuế Thanh Hóa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo tăng trưởng tín dụng cuối năm. Tập trung tu bổ sửa chữa các tuyến giao thông bị hư hỏng do mưa lũ ở khu vực miền núi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 9 đã diễn ra lễ bàn giao xe cứu thương cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank tài trợ. Dự lễ các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thanh Hóa và lãnh đạo thành phố Sầm Sơn. Trung tâm Điều dưỡng Người có công hiện đang quản lý, điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng 231 thương binh, bệnh binh nặng có thương tật và bệnh lý tổng hợp, thân nhân liệt sĩ già cả cô đơn, con liệt sĩ bị tàn tật và đối tượng bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Nhiều thương binh, bệnh binh nặng tuổi cao sức yếu, thương tật thường xuyên tái phát phải chuyển tuyến điều trị tại các cơ sở y tế, việc đi lại còn nhiều khó khăn. Với mong muốn Trung tâm Điều dưỡng Người có công Thanh Hóa có thêm điều kiện để chăm sóc tốt hơn cho người có công với cách mạng đang điều dưỡng tại đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank đã tặng trung tâm một xe cứu thương trị giá 1 tỷ 350 triệu đồng. Trực tiếp bàn giao xe cứu thương cho Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank bày tỏ, đây là món quà của toàn bộ cán bộ công nhân viên Vietcombank, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với những người có công với cách mạng đang được điều dưỡng tại trung tâm, góp phần cùng Đảng và Nhà nước chăm sóc tốt hơn cho người có công. Đi đôi với các hoạt động kinh doanh mở rộng thị trường, Vietcombank đã dành gần 1.000 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Vietcombank đã ủng hộ khoảng 40 tỷ đồng đầu tư cho các lĩnh vực y tế, giáo dục, chăm sóc người có công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã bày tỏ cảm kích trước việc làm ý nghĩa của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank. Đồng chí cho biết, trong những năm qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, do tỉnh có số lượng người có công lớn, nguồn lực còn hạn chế nên sự đóng góp hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, trong đó có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank có ý nghĩa quan trọng giúp Thanh Hóa thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc cho đối tượng chính sách. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa sẽ bảo quản và sử dụng phương tiện hiệu quả, an toàn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho thương bệnh binh và người có công đang được điều dưỡng tại trung tâm. Nhân dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Vietcombank chi nhánh Thanh Hóa cũng đã trao tặng Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa 200 triệu đồng. Hôm nay tại thành phố Thanh Hóa, câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu gặp gỡ doanh nhân Thanh Hóa đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp, đại diện câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại các tỉnh và đông đảo các doanh nghiệp doanh nhân người Thanh Hóa trên khắp cả nước. Chương trình giao lưu gặp gỡ doanh nhân Thanh Hóa đang sinh sống làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm kết nối thông tin, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ doanh nhân là người Thanh Hóa ngày càng mạnh, có nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về quê hương. Tại buổi giao lưu, đại diện cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa ở các vùng miền đã bày tỏ vui mừng, tự hào khi thấy sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội của Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ mong muốn được đóng góp sức mình vào sự phát triển chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trân trọng ghi nhận những tấm lòng của cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa tại khắp các vùng miền cả nước đã luôn hướng về quê hương, đồng thời chúc các doanh nghiệp, doanh nhân không ngừng lớn mạnh, phát triển, củng cố tình đoàn kết và có thêm nhiều đóng góp cho xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những nỗ lực của tỉnh trong việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và những mục tiêu phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới. Trong tháng 10 tới, tỉnh sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn câu lạc bộ doanh nhân Thanh Hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước sẽ là cầu nối để thông tin kết nối kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự sự kiện này cũng như tăng cường tìm hiểu đầu tư về Thanh Hóa.
Đồng chí bày tỏ mong muốn đội ngũ doanh nhân là con em Thanh Hóa luôn hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể thiết thực, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá vào năm 2020 và trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2030. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ngành thuế Thanh Hóa đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí thực hiện các quy định về thuế, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Hoạt động cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng nông sản và tư nông nghiệp, mỗi ngày công ty này có lượng giao dịch xuất nhập hàng hóa khá lớn. Chính vì vậy, công ty đã đầu tư hệ thống máy tính, mua phần mềm, sử dụng dịch vụ về dữ liệu số thuế để nắm và đối chiếu được toàn bộ thông tin về số thuế phải nộp, số thuế đã nộp cũng như số thuế còn nợ một cách chủ động. Khi mà áp dụng cái công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế thì tiết kiệm cho doanh nghiệp rất nhiều về cả thời gian, công sức đi lại, kể cả tiền bạc. Thứ hai nữa là công tác tiếp nhận thuế qua công nghệ thông tin ấy, thì sẽ làm giảm cái sự tiếp xúc giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế, giúp nâng cao cái hiệu quả công tác thủ tục hành chính. Đến nay, Cục Thuế Thanh Hóa và tất cả các chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố đã triển khai 19 phần mềm tin học để ứng dụng vào hầu hết các khâu quản lý thuế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Trước đây, để thực hiện các dịch vụ khai thuế hoặc nộp thuế điện tử, doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế phải sử dụng các phần mềm khác nhau, vừa không liên thông, vừa không đầy đủ thông tin dữ liệu. Thì nay, ngành thuế Thanh Hóa đã thực hiện tích hợp toàn bộ các dịch vụ về khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên cùng một hệ thống ứng dụng cổng dịch vụ thuế điện tử. Cũng trên hệ thống này, năm 2019, ngành thuế đã triển khai dịch vụ trả lời giải đáp chính sách thuế bằng phương thức điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nộp thuế. Phải thành lập các cái tổ tiếp tục, như thế là duy trì cái tổ chỉ đạo, tổ triển khai, như thế là tích cực, như thế là làm công tác động viên đôn đốc, gặp trực tiếp từ người nộp thuế mà chưa làm cái thủ tục này thì tiếp tục động viên đôn đốc người nộp thuế mà người ta có vướng mắc thì như thế là tổ này sẽ tiếp cận ngay và thực hiện tháo gỡ ngay trong ngày để đảm bảo làm sao như thế là người nộp thuế người ta thấy được cái quyền lợi của người ta. Tất cả những cái thông báo thuế, thông báo nợ, thông báo kê khai, nghĩa vụ kê khai hoặc là thông báo các cái thông báo của cơ quan thuế thì sẽ được gửi cho người nộp thuế thông qua cái hệ thống dịch vụ trao đổi thông tin điện tử. Cái này thì nó đảm bảo thứ nhất là cái nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đến đúng được người nộp thuế. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử. Phấn đấu 95% doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thanh Hóa có phát sinh doanh thu sử dụng các dịch vụ khai thuế nộp thuế điện tử, 100% doanh nghiệp trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử. Những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân tăng cao. Đáp ứng nhu cầu này, các ngân hàng trên địa bàn đang thực hiện nhiều giải pháp huy động vốn và cho vay hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an toàn tài chính trong hoạt động. Nông nghiệp nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và phục vụ sản xuất kinh doanh công nghệ cao là những lĩnh vực được các ngân hàng tiếp tục ưu tiên đầu tư nguồn vốn tín dụng. Theo đại diện các ngân hàng, nhu cầu vay vốn trong quý tư thường tăng cao so với các thời điểm khác trong năm. Vì vậy, để bổ sung nguồn vốn lưu động cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cũng như cho vay tiêu dùng, các ngân hàng đã và đang triển khai nhiều gói tín dụng cho từng lĩnh vực, từng đối tượng khách hàng. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để đẩy nhanh cái quá trình thẩm định hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Đồng thời xây dựng các phương án nâng cấp các phòng dịch bưu điện để tại các điểm này sẽ cung cấp các dịch vụ ngân hàng đa dạng hơn như huy động vốn, cho vay, thanh toán trong nước và quốc tế, tạo một kênh tiếp cận vốn nhanh chóng và hiệu quả hơn cho khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết, dự ước đến hết tháng 9 năm 2019, tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt trên 110.700 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Hiện có gần 7.400 lượt doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng, tăng 860 doanh nghiệp so với cuối năm 2018. Hầu hết các ngân hàng đều hướng tới giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các nhu cầu vốn có phương án sản xuất kinh doanh khả thi, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện tín dụng theo đúng quy định. Đối với những cái chi nhánh mà cái nhu cầu vốn huy động trên địa bàn chưa đủ thì các chi nhánh này sẽ cùng với hội sở
điều vốn về để phục vụ cho cái hoạt động trên địa bàn. Đặc biệt trong tỉnh Thanh Hóa thì đến nay thì với cái nguồn vốn huy động là trên 94.000 tỷ đồng, nhưng mà cái dư nợ cho vay đã trên 110.000 tỷ đồng. Và cái với cái tốc độ tăng trưởng huy động và cái tốc độ cho vay đã vượt so với cái bình quân chung của cả nước. Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2019 trên địa bàn khoảng từ 13 đến 13,2%, từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo các ngân hàng hỗ trợ tín dụng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế, đồng thời đảm bảo an toàn trong giao dịch tiền gửi, hoạt động thanh toán và tín dụng tiêu dùng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn theo đúng quy định về tiền tệ, hoạt động ngân hàng. Các nội dung tiếp theo trong chương trình tối nay: dự án điện lưới phục vụ các thôn bản thuộc địa bàn khó khăn trên địa bàn huyện Lang Chánh sau 10 năm triển khai vẫn chưa đi vào hoạt động. Nguy cơ mất an toàn nguồn nước tại nhà máy nước sạch Hoàng Hóa do hoạt động của các trang trại chăn nuôi. Xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hóa từng bước khắc phục các sai phạm trong quản lý đất đai và xây dựng cơ bản. Thưa quý vị và các bạn, mọi năm ở thời điểm này, người chăn nuôi lợn đang tái đàn để chuẩn bị nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, việc tái đàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Do đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo các trang trại hộ chăn nuôi nên cẩn trọng, không nên tái đàn vào thời điểm này vì dịch bệnh vẫn rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ cuối tháng 6, gia trại của gia đình ông Lê Duy Hiệu, thôn 6, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa đã bị dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy 20 con lợn với trọng lượng gần 2,6 tấn. Sau 3 tháng kể từ ngày tiêu hủy đàn lợn bị nhiễm dịch, đến nay chuồng trại của gia đình ông vẫn trống không. Gia đình ông chưa dám nghĩ tới việc tái đàn. Hiện nay gia đình vẫn định kỳ tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại để tiêu diệt hết mầm bệnh, đợi thời điểm thích hợp mới dám tái đàn. Đây cũng là tâm lý chung của hầu hết các hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa ở thời điểm hiện tại. Thì lúc nào có nhà nước công bố cái phần này xong, trên cơ sở được thông tin đến các họ thì các họ mới tiến hành được tổ chức tái đàn. Không nên tái đàn sớm thì dẫn đến cái tiếp tục bị các cái phần đó bị dịch bệnh vẫn đang còn ở nơi xung quanh. Tại xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân, do dịch tả lợn châu Phi chưa xảy ra trên địa bàn xã và huyện cũng đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, nên nhiều hộ chăn nuôi muốn tái đàn. Để đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh khi tái đàn, ngoài việc hướng dẫn các hộ vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, xã tập trung chỉ đạo hướng dẫn các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi khi tái đàn cần cẩn trọng lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ. Hiện nay là đã tiếp tục là mua giống nhân đàn, và cái giống thì chủ yếu là lấy cái lợn giống ở như cái trang trại giống ở trên địa bàn, chứ cũng khuyến cáo cho bà con dân là không nên mua các cái giống ở ngoài chợ mà đi bán ở ngoài chợ mà không rõ nguồn gốc, thì như thế thì nó sẽ phát sinh cái dịch bệnh thì nó ảnh hưởng lớn đến cái việc chăn nuôi ở trên địa bàn. Hiện tại giá lợn hơi tăng cao nên nhiều hộ chăn nuôi muốn tái đàn trở lại. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp khuyến cáo trong thời điểm dịch bệnh đang còn diễn biến phức tạp, mầm bệnh, nguồn virus vẫn còn tồn tại nên nguy cơ tái phát dịch bệnh khó tránh khỏi. Do đó, những hộ đang còn đàn lợn thì tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch và chăm sóc bảo vệ đàn lợn. Những hộ đã xuất bán hết hoặc phải tiêu hủy do dịch thì hiện tại nên tu sửa chuồng trại, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt mầm bệnh, không nên tái đàn trong thời điểm này để tránh rủi ro. Gia đình thì chấp hành nghiêm cái hướng dẫn của trên, tức là phải dùng chờ bao giờ trên cho được phép tái đàn với tái đàn, chứ còn không có thể tái đàn được vì với cương vị là tiêu độc khử trùng, nhưng mà trại đang phải để trên một tháng trời, nếu không có dịch thì núi địa phương hết dịch thì gia đình mới dám đầu tư lại, chứ còn không dám đầu tư nữa. Đến ngày 20 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang còn 1.215 thôn, 262 xã của 22 huyện bị dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 106 xã tái phát dịch trở lại. Do đó, để tránh rủi ro trong chăn nuôi, đối với công tác tái đàn trong thời điểm này, ngành nông nghiệp Thanh Hóa cần có biện pháp hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và bà con nông dân tái đàn khi có điều kiện. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn các hộ thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để ngăn ngừa sự phát sinh lây lan dịch bệnh. Năm 2009, huyện Lang Chánh được nhà nước đầu tư 3 công trình điện lưới phục vụ các thôn bản thuộc địa bàn khó khăn. Thế nhưng sau 10 năm, phần lớn các lưới điện thuộc các xã Đồng Lương, Tân Phúc, Giao Thiện vẫn thi công dở dang, không có điện khiến đời sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực này rất khó khăn.
Mỗi ngày khi trời bắt đầu tối, gia đình ông Phạm Văn Luân ở thôn Tân Bình, xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh chỉ có thể trông cậy vào ánh sáng của chiếc đèn dầu để tiếp tục cuộc sống sinh hoạt. Đây cũng là tình trạng chung của hơn 100 hộ với 590 nhân khẩu của thôn Tân Bình, xã Tân Phúc. Ở trên đây tôi đã từng sống ở đây là 21 năm trời, nhưng bây giờ là chưa được sử dụng bằng điện, đóm, rồi là cái thông tin truyền thống thông ở trên các đó rất là vất vả. Bản thân tôi và nói chung tất cả ở trong thôn bản rất mong muốn rằng là các cấp đưa điện, đưa đóm đến thôn bản làng xóm để mà có những điện đóm để thắp. Để có điện sử dụng, gia đình chị Phếu và 65 hộ gia đình ở khu 1 xã Giao Thiện phải tự góp tiền mua dây, chôn cột kéo điện chui từ những làng bên dưới về để sử dụng. Quãng đường kéo dây xa, dây truyền tải nhỏ, hao hụt điện lớn nên mỗi hộ dân phải trả từ 4 đến 5.000 đồng cho một số điện sử dụng. Dây điện kéo về bản tạm bợ trên những cây tre, gỗ thấp xa cả xuống đường. Làm thì có mỗi 2 triệu thôi, mà tiền điện thì hơn 300.000 một tháng. Chất lượng điện là rất chi là yếu kém. Vì ví dụ như trời mưa trời gió là mất điện này. Nấu cơm như chiều á là người ta dùng nhiều là cũng không cả chín cơm ạ, mà ăn ạ. Nhiều hộ gia đình tại bản Húng, xã Giao Thiện phải sử dụng các tua bin nước để cung cấp điện. Thưa quý vị và các bạn, để có điện thì những người dân bản Húng, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh phải sử dụng những chiếc tua bin nước như thế này. Tuy nhiên, những chiếc tua bin nước như thế này chỉ có thể sử dụng vào mùa mưa và đến khi mùa khô thì những người dân vẫn tiếp tục không có điện. Được biết, năm 2009, huyện Lang Chánh có 5 xã là Giao An, Quang Hiến, Tân Phúc, Đồng Lương và Giao Thiện được đầu tư lưới điện từ nguồn vốn chương trình 30A và chương trình 135. Mỗi công trình được cấp 300 triệu đồng, nhưng đến nay chỉ có xã Giao An và xã Quang Hiến là đã được đóng điện. Do thiếu nguồn vốn, công trình lưới điện của 3 xã Tân Phúc, Đồng Lương, Giao Thiện vẫn trong tình trạng dở dang. Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh cũng đã kiến nghị Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục đầu tư các công trình điện. Trong cái kế hoạch của Sở Công Thương trong năm 2019 sẽ xây dựng là 6 cái công trình. Đấy, số còn lại là 3 công trình ở 3 xã. Thứ nhất là ở thôn Húng, xã Giao Thiện. Thứ hai là thôn Thung, xã Đồng Lương. Và thứ ba là thôn Tân Biên, xã Tân Khúc. Thế này thì bên Sở Công Thương sẽ bố trí nguồn vốn sau. Cố gắng trong năm 2020 là tất cả các thôn bản ở trên địa bàn huyện là có điện. Trên địa bàn huyện Lang Chánh còn 9 thôn bản với hàng nghìn người dân chưa có điện sử dụng. Trong khi chờ có điện, ngọn đèn dầu mỗi buổi tối càng khiến những thôn bản này cách xa hơn, không chỉ về mặt địa lý mà còn về kinh tế, văn hóa, xã hội với những khu vực khác. Nhà máy nước sạch Hoàng Hóa hiện đang cung cấp nước cho gần 13.000 hộ dân của huyện Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa. Tuy nhiên, sát chân tường rào hồ chứa nước thô là hệ thống các trang trại chăn nuôi thuộc xã Hoàng Vinh tồn tại nhiều năm nay. Hiện đang có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước thô cung cấp cho nhà máy. Trạm cấp nước Hoàng Hóa thuộc sự quản lý của chi nhánh cấp nước Hoàng Hóa, công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, có công suất thiết kế ban đầu là 700 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ngày càng cao, nhà máy đã được đầu tư nâng công suất lên 7.200 mét khối một ngày đêm. Hiện tại, ngay sát chân tường rào, hồ chứa nước thô cung cấp cho nhà máy có 15 trang trại chăn nuôi của xã Hoàng Vinh đang hoạt động. Mặc dù chưa có đánh giá về mức độ ô nhiễm, nhưng nhìn bằng mắt thường thì màu nước tại khu vực tường rào và hồ chứa nước thô của nhà máy nước sạch Hoàng Hóa có sự biến đổi. Thực tế là khu đồng nó quá trũng, cho nên là thậm chí là ruộng có khi sâu cũng gần bằng đáy mương. Đấy, cho nên là cái việc tiêu là nó rất khó. Được biết, trước năm 2002, tại địa bàn thôn 1 xã Hoàng Vinh, sát với nhà máy nước sạch Hoàng Hóa, chỉ có 8 trang trại chăn nuôi được xã hợp đồng cho thuê đất làm trang trại cá lúa ngắn hạn. Tuy nhiên, số trang trại chăn nuôi tại đây tăng dần lên hàng năm. Đến thời điểm này đã tăng lên 15 trang trại, quy mô mỗi trang trại trên 2.000 con gia cầm. Cùng với đó là số lượng lớn thủy cầm và châu bò. Hầu hết các trang trại này không được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định, không đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nên nguồn nước thải không được xử lý, chủ yếu là thẩm thấu, tự chảy ra môi trường. Về phía địa phương thì cũng chưa có điều kiện nên mà dùng máy móc gì mà em mà đánh giá cả, mà chỉ đánh giá bằng thông thường thôi. Tức là ví dụ như là
phát hiện ra khu trại nào hoặc là đoạn kênh nào mà nó có hiện tượng biến đổi về màu nước hay là nó có hiện tượng ách tắc về vấn đề dòng chảy trong quá trình tiêu thoát nước thì địa phương coi như là phải xử lý ngay bằng cách thủ công thôi. Chúng tôi có đề xuất là các cấp các ngành, đặc biệt là đối với chính quyền địa phương ở tại huyện Hoàng Hóa cũng như là các xã gần đây có cái kế hoạch để chuyển di dời các cái khu vực chăn nuôi này, cũng như là hoặc là chuyển đổi mục đích sử dụng của các cái trang trại này để được đảm bảo về cái vấn đề cảnh quan cũng như là vấn đề môi trường về sau này. Không chỉ các trang trại có nguy cơ gây ô nhiễm đến nguồn nước của nhà máy, mà hiện nay tuyến kênh dẫn nước thô từ trạm bơm Hoàng Khánh về hồ Lắng do không được nạo vét thường xuyên nên rác thải ứ đọng, nhiều đoạn bị ách tắc, nước đã chuyển sang màu đen. Thiết nghĩ nguồn nước sinh hoạt của gần 13.000 hộ dân thuộc 14 xã thị trấn huyện Hoàng Hóa và thành phố Thanh Hóa là hết sức quan trọng. Vì vậy, chính quyền xã Hoàng Vinh, huyện Hoàng Hóa cần sớm có biện pháp di rời những trang trại không phép, các điểm tập kết rác có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực nhà máy nước sạch huyện Hoàng Hóa. Ngày 3 tháng 4 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành kết luận số 513 về một số nội dung sai phạm trong quản lý đất đai và xây dựng tại xã Thiệu Thành, chỉ rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan, đồng thời đưa ra các biện pháp giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, sau 5 tháng, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành đã từng bước khắc phục sai phạm, vận động người dân cùng phối hợp để đạt hiệu quả tốt nhất. Cuối năm 2018, việc thi công một số hạng mục công trình nhà hội trường văn hóa đa năng và sân vận động xã Thiệu Thành không đúng thiết kế, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thiệu Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành cùng Ban Quản lý Dự án, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã khắc phục sự cố. Việc khắc phục sai phạm có sự kiểm tra giám sát của Ban Giám sát Cộng đồng và Nhân dân. Đến nay, cả hai công trình đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Qua quá trình giải quyết cái sự cố sụt lún móng hội trường, thì đối với nhân dân chúng tôi đã có cái kiểm tra giám sát. Thì xét mà nhận thấy rằng là nhà thầu làm đảm bảo cái dự toán thiết kế công trình. Và đến nay công trình đã đưa vào sử dụng. Đối với những kiến nghị của người dân về việc Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành thiếu trách nhiệm trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành đã phối hợp cùng người dân để tiến hành đo đạc diện tích đất, ra soát, xác minh lại những giấy tờ có liên quan, thống nhất diện tích đất sử dụng trên thực tế để làm cơ sở cho việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ. Trong thời gian vừa rồi thì cũng có nhiều lần báo cáo để xã giải quyết vấn đề là cấp lại chiếc lục đũa cho gia đình. Nhưng nay gia đình là đã nhận được là đoàn đại diện của xã đã về đua hiện trạng là bằng 237 m², thì gia đình cũng thống nhất để lấy cái chiếc lục đũa. Ngoài ra, đối với các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trong các năm 2012, 2013 và một số năm trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành đã tiến hành kiểm tra, thống kê, xác định rõ diện tích được giao, diện tích đang sử dụng, số tiền hộ gia đình cá nhân đã nộp, tổ chức công khai phương án xử lý để nhân dân nắm được. Đồng thời, vận động nhân dân phối hợp hoàn thiện hồ sơ giấy tờ để có biện pháp khắc phục, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho nhân dân. Xã cũng có phương án cụ thể giải quyết kiến nghị của người dân về việc quản lý đầu tư nâng cấp chợ bèo. Có thể thấy, Ủy ban Nhân dân xã Thiệu Thành đang rất nỗ lực trong việc khắc phục những sai phạm về quản lý đất đai và xây dựng. Tuy nhiên, những sai phạm xảy ra ít nhiều đã gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Do vậy, cấp ủy chính quyền huyện Thiệu Hóa đã xem xét chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tập thể cá nhân có liên quan để làm cơ sở kiểm điểm xử lý theo quy định. Hiện nay, Ban Thường vụ huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra xem xét dấu hiệu, xác minh các dấu hiệu vi phạm của tập thể cá nhân có liên quan làm cơ sở xử lý. Và sau khi xử lý về mặt đảng thì Ủy ban Nhân dân huyện sẽ xem xét xử lý về mặt chính quyền tương xứng. Cái việc xử lý cán bộ một cách nghiêm minh ấy, thì có tác dụng là cảnh tỉnh những cán bộ hiện và trong hiện đang làm việc và trong thời gian tới. Công tác quản lý đất đai và xây dựng là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Vụ việc ở xã Thiệu Thành chính là bài học để cấp ủy,
chính quyền xã Thiệu Thành nói riêng và các địa phương khác rút kinh nghiệm, tăng cường trách nhiệm, đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý nhằm hạn chế những sai phạm gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền, ổn định tình hình địa phương. Chỉ mới được triển khai thí điểm trong thời gian ngắn, tuy nhiên mô hình hình nộm tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn huyện Hà Trung đang nhận được những phản hồi tích cực từ phía người dân và bước đầu cho thấy hiệu quả của một mô hình tuyên truyền an toàn giao thông kiểu mới. Điểm nút giao thông giữa đường bộ và đường sắt tại điểm quốc lộ 1A, quốc lộ 27, hai tháng nay xuất hiện những hình nộm tuyên truyền an toàn giao thông như thế này. Đơn giản, dễ hiểu nhưng không kém phần sinh động. Những khẩu hiệu tuyên truyền trên hình nộm được mô phỏng từ hình ảnh đoàn viên thanh niên đã gây chú ý đối với người tham gia giao thông. Cái đoạn đường này là nó rất nguy hiểm, nó chuyên bị tắc đường, mà an toàn giao thông thì nếu mà từ cái khi mà huyện đoàn mà dán cái biển chấp hành an toàn giao thông này thì tôi thấy là người tham gia giao thông có ý thức hơn và đi đứng nó để đảm bảo an toàn hơn. Xuất phát từ ý tưởng giúp mọi người nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, đặc biệt tại các điểm có lưu lượng người qua lại đông đúc, dễ xảy ra tai nạn, huyện đoàn Hà Trung đã bàn bạc, lên ý tưởng và triển khai kế hoạch về mô hình này tới tất cả các cơ sở đoàn trong toàn huyện. Mô hình được bắt đầu từ tháng 6 năm 2019. Trong hơn 2 tháng thực hiện, từ nguồn kinh phí xã hội hóa, cùng với sự nhiệt tình, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, huyện đoàn Hà Trung đã hoàn thành được 7 hình nộm an toàn giao thông tại các tiểu khu của thị trấn Hà Trung và xã Hà Tân. Từ khi đoàn thanh niên có một cái mô hình an toàn giao thông cho đến nay á, thì đây cũng là một cái mô hình rất mới. Để rồi như vậy là cho mỗi một người dân á, người ta có một cái ý thức đối với giao thông, mà đã có cái hình nộm rồi á, thì đây là một cái điều mới. Cho nên á, là người dân khi mà thấy mới thì người ta lại với nhìn thì ở dưới thì có các cái khẩu hiệu về an toàn giao thông, thì phải nói rằng là rất tốt trong cái vấn đề này, mà nên phát huy rộng rãi ra, nhất là cái ngã ba ngã tư. Hiện mô hình hình nộm tuyên truyền an toàn giao thông đang được huyện đoàn Hà Trung đánh giá về hiệu quả để có thể nhân rộng ra toàn địa bàn huyện với những nội dung tuyên truyền khác nhau. Trong thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ triển khai cái mô hình này với nhiều cái nội dung tuyên truyền khác nhau. Ngoài cái việc mà tuyên truyền về an toàn giao thông, chúng tôi sẽ lồng ghép vào đó nhiều các cái nội dung khác. Ví dụ như là tuyên truyền về trật tự an ninh, rồi tuyên truyền về bạo lực học đường, tuyên truyền về phòng chống ma túy, vân vân. Bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, huyện đoàn Hà Trung đã góp một cách làm hay trong việc tuyên truyền an toàn giao thông tới mọi người. Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ tháng 8 vừa qua đã làm hư hỏng nặng 71 điểm giao thông dọc các tuyến quốc lộ 15A, 15C, 217 và quốc lộ 16 từ huyện Quan Hóa đến Mường Lát và từ huyện Quan Sơn đến Mường Lát. Mặc dù đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để tu bổ, sửa chữa và thông xe được tất cả các tuyến, tuy nhiên hiện vẫn xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở mới gây khó khăn cho việc đi lại của các phương tiện. Đây là điểm sạt lở mới nhất tại vị trí km 142 270 trên quốc lộ 217 đoạn qua xã Sơn Lư, huyện Quan Sơn. Do mưa lớn cùng với bên ta luy âm bị sạt từ đợt lũ trước đó đã làm cho gần 5 mét đường bị lún sụt. Điểm sạt lở trên xuất hiện từ ngày 18 tháng 9 và vẫn có dấu hiệu mở rộng thêm. Hiện Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo đơn vị phụ trách là Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ 2 huy động phương tiện máy móc để khắc phục. Hiện nay là đơn vị chúng tôi, đơn vị quản lý đường bộ 2 đã đưa khẩn trương đưa máy móc trang thiết bị lên để khắc phục bão lũ. Rà soát không những tuyến 27 và trên tất cả các tuyến được tỉnh giao quản lý, chúng tôi đã rà soát đánh dấu những điểm có khả năng nguy cơ sạt lở để chuẩn bị máy móc trang thiết bị và con người phục vụ đảm bảo giao thông một cách nhanh nhất. Trên các tuyến quốc lộ 15C dài 72 km từ Hiền Kiệt đi Tén Tần, tuyến quốc lộ 16 dài hơn 40 km từ Mường Lý đi Trung Lý và tỉnh lộ 527D dài 14 km từ thị trấn Mường Lát đi Trường Nưa Tén Tần. Những ngày qua, ngoài 5 điểm sạt lở cũ chưa thể khắc phục, còn xuất hiện thêm 12 điểm sạt lở mới. Các điểm sạt lở đã gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Các đơn vị quản lý và chính quyền địa phương, ngoài việc tập trung khắc phục, đã phải cắm biển cảnh báo để người đi đường dễ quan sát, hạn chế tai nạn. Tại huyện Quan Hóa và huyện Quan Sơn, trên quốc lộ 15C, 15A,
dài hơn 50 km và một số tuyến đường liên xã cũng xuất hiện nhiều điểm sạt mới, có nơi sạt sâu hơn 2 mét. Tại đây, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công khôi phục, sàn lấp các vị trí đã bị hư hỏng từ trước, Ủy ban dân huyện Quan Hóa và Quan Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tập trung máy móc, ưu tiên hoàn thành các tuyến đường có mật độ phương tiện giao thông qua lại nhiều, nơi có nhiều trường học và khu dân cư sinh sống. Khó khăn khi chỗ có lao vào trên thì sẽ có nông. Bà con thấy giao thông hư hỏng do mưa lũ rất nhiều điểm, tuy nhiên đã được sửa chữa nhiều tuyến ngay sau đó. Rất mong được sự quan tâm tu bổ để các cháu có đường đến trường, bà con nhân dân đi lại và phát triển sản xuất. Dự báo trong những ngày tới tại các huyện miền núi Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn sẽ còn có mưa trên diện rộng, nguy cơ về sạt lở đất, sạt lở đường giao thông sẽ còn tiếp diễn. Do vậy, cùng với việc tăng cường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý cảnh báo, các lực lượng đơn vị quản lý giao thông trên địa bàn các huyện đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gia cố, xây dựng một số đoạn kè chống sạt trượt kiên cố, làm nhiều dọ thép chắn đất đá ở những vị trí dễ bị sạt nhằm hạn chế sự cố, đảm bảo an toàn giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.